Xin kính chào các bác ạ. Hôm nay công ty Sinh học Đức Bình xin giới thiệu tới các bác một dòng sản phẩm mà được bà con mua về sử dụng rất là nhiều. Đó là chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Bacillus Đức Bình. Trichoderma Bacillus Đức Bình là dòng chế phẩm sinh học chuyên sử dụng để ủ phân chuồng, xử lý đất, ủ phân cá, đậu tương, bánh dầu, rác thải hữu cơ. Một số tác dụng chính của Trichoderma Bacillus đó là tăng cường hệ vi nấm có ích, đối kháng nấm bệnh, hạn chế vàng lá, thối rễ, xì mủ, phòng trừ tuyến trùng hại rễ, cải tạo đất trồng, cân bằng pH, giải độc đất, sử dụng để ủ rơm rạ, phân chuồng, mùn cưa, vỏ lạc. Ngoài ra, nấm đối kháng Trichoderma có thể sử dụng để ủ phân cá, phân đậu nành, bánh dầu, chuồn quế, dịch chuối, rác thải nhà bếp. Công ty cho đóng gói hai loại, một loại là 200g và một loại là 1 cân. Các bác có thể mua gói 200g với giá 20.000 và gói 1 cân với giá 75.000. Sản phẩm được bán tại số 7 ngõ 124 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc mua qua số 0915 798085. Công ty nhận vận chuyển hàng toàn quốc ạ.